Thưa các bạn, trong rất nhiều giống hồng nội đã thuần hóa lâu đời ở Việt Nam như đào cổ, vân khôi, cổ Huế, vân vân, thì hoa hồng leo Hải Phòng là một giống được rất nhiều bạn ưa thích. Vậy tính khí của cây hoa hồng này ra sao? Hoa lá cành thế nào? Cách chăm sóc và phòng bệnh có gì khó khăn? Là những câu hỏi mà rất nhiều bạn đã trồng, đang và sắp trồng mong có lời giải đáp thấu đáo. Trung Hoa Hồng đã trồng gốc hồng leo Hải Phòng này gần 3 năm, chăm sóc, theo dõi và ghi chép tỉ mỉ tất cả những gì mà cây hoa hồng này phản ứng, để lấy tài liệu viết bài này hầu các bạn. Hôm nay, Trung Hoa Hồng lên sóng, chia sẻ với các bạn kinh nghiệm chăm sóc và những điều cần thiết để các bạn tham khảo. Qua đó, có thể phần nào giúp các bạn có cây hay chậu đang trồng giống hoa hồng leo Hải Phòng này tiện áp dụng. Mời các bạn hãy hướng lên màn hình xem cây hoa hồng leo của mình từ lúc mới trồng tới hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2019. Xin mời các bạn. Những hình ảnh này là mình ghi lại ngày 10 tháng 10 năm 2017, khi cây hoa hồng này mình đã trồng ở đất được 7 tháng tuổi. Các bạn ạ, mình mua cây giống hoa hồng này ở trong bầu là mùa xuân năm 2017. Các bạn ạ, là khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3. Mình mua 2 cây, một cây hoa hồng leo Hải Phòng và này và một cây mình không biết tên là gì nhưng màu phớt hồng giống ngoại. Và đây là lúc nó quay, mình quay nó được 7 tháng tuổi. Các bạn, mình vẫn ghi hình giữ lại được các bạn ạ. Lúc đó mình mua là 250 một cây giống. Đây là mình quay tháng 10 năm 2018, nghĩa là một năm sau các bạn ạ. Chăm sóc hoa hồng Hải Phòng theo mình nghĩ là rất dễ. Mình cứ trồng, chăm bóc tốt là nó lên mầm rất to. Nhưng có mỗi một điều là nó rất hay bị bệnh trĩ, hầu như bệnh quanh năm các bạn ạ. Nếu bạn không phòng triệt để giống bệnh trĩ và bệnh vẩy nến, con bọ sáp ấy, nó bám một cây thì bạn không thể trồng hoa hồng ngoài Hải Phòng được. Cái sức phát triển của cái hoa hồng Hải Phòng là rất mạnh, lên mầm dài hàng mét các bạn ạ, hàng mét. Và cũng mùa hoa cũng gần lặp lại như nhiều giống hoa hồng khác, bắt đầu vào mùa thu là chúng bắt đầu lập hoa các bạn ạ. Cũng bắt đầu mùa thu là chúng lập hoa. Cho nên là cũng như giống như các hồng khác thôi. Đây là mình quay cái hình ảnh này là ngày hôm nay các bạn ạ. Ngày 16 tháng 10. Các bạn nói mày. Rất nhiều bông hoa nhưng bệnh tật đầy mình, xác xơ và rất nhiều bệnh. Bệnh mà mình chữa kiên quyết mà nó cũng mới khỏi mà lành bệnh đấy các bạn ạ. Nó mới lành bệnh đấy. Cho nên mình nghĩ là trước khi trồng cây hoa hồng leo Hải Phòng này, các bạn phải học cách chăm sóc và chữa bệnh thật tốt. Bởi vì hình như nó quanh năm bệnh. Cây này bây giờ vẫn chưa khỏi bệnh nha các bạn nhé. Bây giờ vẫn chưa khỏi bệnh. Bây giờ vẫn nhiều lá, các bạn nó vẫn lá nó bắt xoăn kìa. Mà mình chữa hết cách rồi, mình nghĩ là chỉ có bọ trĩ thôi, vô nhện đỏ, không có gì Hải Phòng này. Thế còn hoa
thì thơm ngát luôn các bạn ạ. Đây có 6-7 bông nhưng mà thơm ngát, to, đường kính 10 phân đấy. Đây là cây ngoại, mình cũng mua cũng 250 một cây các bạn ạ, cũng trồng từ bấy giờ. Nhưng bệnh tật cũng giống cây hồng leo Hải Phòng. Giống thế. Không biết hoa gì, có bạn nào biết tên tí cho mình comment dưới bài viết cho mình biết. Các bạn nào thấy lá nó vẫn xuân treo chưa? Nhưng sức phát triển của cây hồng màu phớt đó cũng là giống ngoại các bạn ạ, không phải giống nội, kém bằng nửa cái hoa hồng leo Hải Phòng này. Và đặc biệt cái hoa hồng leo Hải Phòng này rất dễ chăm sóc, mình cũng chỉ trồng đất cũng ăn tưới bình thường thôi mà hoa to như thế. Và một cái thứ đặc biệt nữa là nhân giống hoa hồng này cực rẻ, cứ cắt cành cắm như mùa này, cắt cành cắm đúng độ là sống các bạn ạ. Đây mình cắm, cắt cành cắm các bạn rồi mày. Sống hết đây. Đây mình cắt cành cắm mà rất dễ sống. Thế cho nên mình nghĩ mà tại sao giống mà họ lại bán đắt như vậy. Mình nhớ là mình mua trong bầu năm 2017 là đã 250 một cây tại Bắc Giang. Thế mà mình cứ cắt cành nào cắm nó sống. Thế không biết là tại sao hay là họ hiếm mà họ lại đắt thế. Các bạn à, cho nên đây là một cây hoa hồng nội nhưng mà thơm, to, theo mình nghĩ là dễ trồng. Nếu kiểm soát tốt được bệnh thì cũng là một cây hoa hồng nên trồng các bạn ạ. Cho nên là đây là một cây hoa hồng của mình. Mình trồng gần 3 năm rồi đấy các bạn ạ. Cho nên hôm nay mình có cơ hội và có những ảnh tư liệu và truyền tải lên đây cho các bạn. Và cũng qua đó có những cái kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn. Và mình cũng khuyên các bạn, nếu các bạn nào có diện tích đất hoặc chậu thì cũng nên trồng giống hoa hồng này. Bởi hoa hồng này hoa gần giống như là hoa hồng nội của mình, cũng lập hoa chu kỳ suốt từ giờ đến mùa xuân sang năm, nghĩa là được khoảng 5-6 tháng. Và hoa cũng rất sai nếu các bạn chăm tốt và chữa bệnh kịp thời. Thưa các bạn, trên đây là những hình ảnh các bạn vừa nôm thấy mình chia sẻ với các bạn kinh nghiệm về cây hoa hồng leo Hải Phòng mà chính mình chăm sóc gần 3 năm. Rất có thể các bạn sẽ áp dụng kỹ thuật năng này vào những chậu hoa hồng của các bạn nếu thấy những gì mình chia sẻ là hợp lý. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem bài viết này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bài viết lần sau. Xin cảm ơn các bạn.